Hi, xin chào mọi người đã đến với channel của mình. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục hành trình mà hôm qua đang bỏ dở. Qua đã tới lúc 13 tuổi đã học trung học rồi. Ủa, hồi đó là bao nhiêu tuổi là mình bắt đầu vô trung học ta? Bây giờ là có thể tán gái rồi. À, hôm nay bận việc cho nên like hơi trễ nha bạn Black một mình. Đây. Bạn học mới tới là Vương Thắng Nam, đến từ trường thể dục năng khiếu danh tiếng. Có thể vì trường tranh vinh dự. Mọi người hoan nghênh nào. Các bạn học mới à? Bữa tiệc trà này thật nhàm chán. Ồ, em tai mèo. Hôm qua lên được hảo cảm của em tai mèo nè mấy bạn. Em này chắc thuộc dạng Weibo rồi, đeo tai mèo à. Vậy không biết sẽ tạo nào. Em này đúng là dạng lạnh lùng gơ luôn rồi. Cái tầm bão này chơi từ lúc 5 tuổi, lúc 13 tuổi chưa chơi xong nữa. Trước tiên là phải tán gái phát đã. Ồ, có một em tên là Vương Thắng. Ủa? Vương Thắng Nam mà là nữ à? Thôi mình cô em tai mèo đi vậy. Đúng là hữu duyên, tìm tớ có gì không? Cục cưng. Mời về nhà cùng nhau gắt một cái. Mới nói chuyện mấy ngày cái mời về nhà hả ta? Ngáp một cái. Mời về nhà đi. Đi chung đi, tớ muốn đưa cậu về nhà bà ngoại. Không tệ, không tệ. Hình như không gì đổi. Bữa vậy. À quên, tới cửa hàng đổi với số trúng thưởng rồi coi. Ồ, trúng được 3 số luôn. Má, việc lót hôm nay cho trúng hạng 2 luôn. Số việc lót thôi. Trăm mua chữ số rồi sẽ giàu. Kỳ vọng là của bố mẹ là phải học được toán logic nè. Để lấy cái bóng đèn nhiều vào. Sức khỏe đang ít quá. Này là trí nhớ. Màu đỏ là EQ. Màu tím, lát mình ấn cái này thì nó mới màu tím này xong lấy được hết. Thêm năng lượng nữa, quá ngon. Sáng tạo. Màu vàng là trí nhớ. Ở năng lượng nè. Ngon. Sức khỏe đây. Năng lượng nữa.
phát trí nhớ. 20 không đủ rồi. Còn 19 à. Đây không đi. Tầng tư lộ. Em tai mèo này là hình như thích dạng nghệ thuật các mấy bạn. Mới đời 1 à. Ngọc Linh Nguyễn ha, mới đời 1 à. Tới hàm số yêu cầu IQ à. Nếu bỏ không cái sáng tạo đi. Thi này chúng ta phải đạt điểm cao nha các bạn. Mấy lần làm cha mẹ thất vọng rồi. Kỳ này phải học hành cho đàng hoàng. Phát họa. Xem coi giải trí đọc truyện kiếm hiệp đi. Tôi cũng hay đọc truyện kiếm hiệp lắm. Không biết kỳ thi này sao. Ngày nào bạn cũng cảm thấy mình tốt đẹp, nói chuyện, hành sự đều vô cùng ngọt ngào bạn. Cha mẹ rất bất mãn với thái độ này của bạn. Ủa kỳ vậy. Tôi phải ăn trộm tiền nữa các bạn. Xưa có ông nào hay ăn trộm tiền vậy. Trong lòng vững vàng, gần đây làm việc không có khoảng. Nghe ngắn rõ ràng. Lén lấy tiền trong nhà, mua vài thẻ nạp tiền vào game. Lần đầu tiên bạn thấy cha tức giận đến như vậy, đánh cho bạn hoài nghi cuộc đời. Hoài nghi cuộc đời luôn. Hồi nhỏ có ông nào lấy trộm tiền bị bắt không vậy? Hồi nhỏ hình như tôi có mấy lần mà không bị bắt nha. Phát hiện có rất nhiều bạn thông minh. Chính trị tư tưởng xã hội. Được một lần xin xỏ rồi. Tuần khác rồi. Đâu, bắt đầu vô thành tích nữa ba. Kỳ này mà không không hài lòng nữa nghỉ game. Pha này mà không được thành tích tốt nữa nghỉ game nha ba. Nó ra mua bất hạnh lắm rồi á. Ồ, 83. 89. Ồ, 668 ta, mình học anh văn cũng dữ lắm mà. 102 luôn, G. Đạt. Rất nguy hiểm. Ném chút nữa là thất bại rồi. Có phải con muốn biến thành học sinh xấu dù cô mà cộng không? Kiểu như vậy không anh? Đạt. Vậy mà cũng bị chữ hết 18 nói gì nha. Đạt mà cũng bị hết chữ hết 18 nói gì nha. Sự không thể tin được. Ồ, mình có hội trưởng của văn hóa nè. Vua ghép vần. Cái vật sơn vô ấn cước này vẫn còn. Vua từ đơn. Hướng dẫn du lịch trong nước. Xem qua sự kiện gì. Đại học sinh mới tới nữa hả. Thu đẹp. Ừ, hồi đó học lên lớp là được rồi, chứ bây giờ đặt chỉ tiêu cao quá, gây áp lực tinh thần thiệt.
tôi chơi game mà tôi cũng thấy áp lực luôn không biết bà. Chúng ta sẽ cua gái tiếp. Từng tự lộ. Ồ, Lý Như Phóng là em này à? Cột tóc hai bím à? Này nhìn con bé này Trương Hàm Chi này nhìn mặt ngơ ngơ sao ấy? Trên đầu nó có cái bông nữa. Rồi của em tai mèo. Đưa anh chụp một lần. Tăng lên hảo cảm. Phải vậy chứ. Mình có nên chơi bắt cá hai tay không các bà? Hay là cua mỗi em này thôi? Mới mới quen mà cục cưng có sến đúng cái này đi qua là được lại 50 thể lực để mình đi hết mấy này đó. Màu xanh là IQ. Đi qua mặt mới đi. Mắt nữa. Con mắt này nó quá ngon luôn á. Có cái năng lượng không? Đây. Hai cái năng lượng luôn. Chơi bầu vô đồ trước. Quen à. Không có xanh dư ta. Đi qua thêm 50 năng lượng nữa. Quất cái màu tím thì qua. Năng lượng nữa. Ủa tool này quá trời đồ ngon luôn. Cái này là tự bấm, bấm lại nó văng qua luôn. Để một tí đã. Hỏi. Quá phê. Có năng lượng không? Không có. Hình như trái bom này không tốn lượng nữa. Ồ, bỏ vô là không tăng điểm thi hả? Trước giờ tôi cứ tưởng là bỏ vô là nó tăng điểm thi lên chứ. Vậy là phải cứ học lên lên vậy hả? Sặc. Thôi xong, fail rồi. Trời. Mở map ra tàn quá trời đồ ngon luôn. Nào lấy cái thể lực đi. Cái này 20 rồi qua map là được thêm 50. Ở đâu? Ở cái này 15. Mất 15. Cái này đi. Qua map. Vậy
Vậy là phải học lên nữa, vậy lát nữa học lên. Tôi cứ tưởng là cứ học nhiều vậy là nó sẽ lên điểm chứ. Ủa vậy fail thiệt, học hành văn đi. Mình dạo này học sinh gương mẫu được chứ? Vé vào cửa một trận bóng rổ chuyên nghiệp rất đắt, vé khán đài là đủ rồi. Hạng mục mà chị em giai cấp tư sản nên biết: thuật cưỡi ngựa, du lịch Đông Nam Á. Rồi mạnh chưa, đi du lịch Đông Nam Á luôn. Xin phát này coi, 75% thì cũng nắm được. Chúng ta lại ra đổi giấy số tiếp. Này việc lót lừa rồi, không cho chúng gì hết. Chúng ta có nên đi theo con đường làm nghệ sĩ không mấy bạn? Có phải có danh làm nghệ sĩ chuyên nghiệp nữa, nghiệp dư nè. Lấy kỹ năng phát họa lên cao cao đi. Mới cho tăng cái sức thu hút về cô gái. Cái khiêu chiến này là sao ta? Sức hút đạt tới 1.000 rồi nè, có nên khiêu chiến không? Mỹ nữ mẹ của Tuyên Ly. Vua ghép vần này giống chơi Pokemon nha. Phật sơ vội cước chắc thua rồi quá. Còn phải có cái truyền thuyết à. Em thắng luôn bà. Bạn chưa
ra công thức trên mạng làm trứng bát cho mẹ. Mẹ thấy bạn xào trứng, đôi mắt ngấn lệ, lúc nào đột nhiên nhớ. Nhớ ra quên bỏ muối. Nội tâm của bạn muốn cùng làm một số việc. Kiểu tóc mới, kiểu này kiểu tóc của HKT thời năm 2010 đấy bà. Bạn không? Đạt tiêu chuẩn chuyên cấp 3. Kìa không? Thang kim nè. Thuyết phục IQ cần 5.000. Yeah. Xin phát đi cưỡi ngựa coi. Xin được luôn. Ồ, bé này dễ thương quá. Mà cô bé tai mèo. Sặc vì dân hảo cảm rồi. Quái. Em này thật là khó tính. Làm quen với bạn mới rồi. Đồ đêm này chị đây muốn chơi với người có tiền. Ba thứ nhà quê gia đình không có điều kiện được quấy rầy. Sặc. Mặt ngơ ngơ nè. À, một lần là chỉ được chọn một người thôi hả? Câu khẩu miệng của giáo viên. Sạc, không biết thầy đâu hết. Sao cảm giác cô gái khó thế. Đồ không trúng hai lần nữa ba. Cảm giác giống bị lừa quá vậy. Một lần nữa rồi. Thì lẽ không trúng ba lần. Map được 50 nữa. Ủa quá trời vậy. Được, phải qua map nữa. Nếu một vài cái qua map. Qua máy nữa, hay như vậy ta? Ngồi lại đây một nữa. Thank you.
sẽ học anh văn. Giới thiệu văn hóa ẩm thực. 78. Còn có cái đào tạo diễn xuất nữa. Hát bị lạc nhịp. Một bạn nữ bảo bạn tránh xa một bạn học, không được phép người khác chơi với cậu ấy. Cậu ấy thật là tàn nhẫn. Người trong mộng. Sự kiện lựa chọn đặc biệt thích ăn sâu chiên. Rốt cuộc có một lần không cẩn thận ăn bị đau bụng, bạn quyết định nói với cha mẹ do ăn sâu chiên ven đường gây ra. Ta sẽ nói xạo đi, nói với cha mẹ do thông tin ở trường gây ra. Ồ, cảm ơn chăm sóc khỏe luôn. Làm văn hả? Ronaldo Messi nữa mấy ba. Tôi vừa thấy cái Ronaldo Messi. Cái chỉ sự kết quả. Đó lại Ronaldo và Messi nữa. Chán ngủ 150 điểm ngộ tính luôn. Để các bạn chuyện mới. Tô Phương Dưỡng. Em này là Weibo chắc luôn. Cái kiểu đeo mà cái bịt mắt này nè, nhìn sẽ giống ca sĩ của em. Vui. Sao sản phẩm ông hiệu ăn mặc cao cấp, quen biết rất nhiều người bạn giàu có. Học sinh Junibu chuyển trường, gia đình có hơi bí ẩn, thân phận là người đại diện của con mắt công lý Susti tự chế.
này sao nhìn nó bự bự sao ta? Trò chuyện về giám sát thiết yếu. Không, rất vui kỳ. Lấy số trúng thưởng. Rồi không mua nữa, việc lót này lừa đảo quá. Trò đuổi thú ảo này nhớ hình thành là cái hồi năm tôi học lớp 5 hay ta, hồi học lớp 5 là hồi 2005 hay 2004 gì á. Trò này là hơi bị hot luôn, hồi học lớp 4 hay lớp 5. Cái trò đuổi ảo này là cực hot, đứa nào trong lớp cũng có một cái. Hồi đó là cái hình con Pikachu á mấy bạn, nuôi con chó. Trào lưu cái đi. Hồi xưa nhớ đi học cấp 2 là văn hóa trào lưu để máy xéo thúc dựng. Mặt bạn bắt đầu nổi mụn, luôn không kiềm chế được tay mà nặng nó, cuối cùng làm mặt bạn thê thảm vô cùng. Nặng mụn mà cũng tăng sáng tạo đấy chứ. Các bạn học bắt đầu sinh ra sự khác biệt vô cùng nghiêm trọng. Có người thì tập trung vào thành tích, có người chậm mê game, có người chậm mê tiểu thuyết. Thôi gần đây tôi có thấy vài bạn học có dấu hiệu yêu đương sớm. Tôi khuyên mọi người nhanh chóng từ bỏ. Ồ,
là tranh nữa cán bộ lớp nữa. Chứ tôi tranh cử được làm lớp trưởng ấy bà. Tăng cơ sở quần chúng với lại gương mẫu lên. Thấy này đang đâm chọt nhau. Mình cứ tự tuyên truyền cho mình thôi. Này thông qua quen biết giáo viên viên luôn ghê. Ai chơi con ông cháu cha mày. Chúng ta phải kết đồng minh với thằng này. Hạ này xuống này cao quá. Mày giáo viên xe lăn này chứ. Giúp đỡ bạn học. Thằng này cao quá rồi, không có lên được. Làm thử kết đồng mình gì nữa. Hai này kết đồng minh với nhau. Cuối cùng thằng này được rồi, nó cao quá. Cái rút giấy số lần trước không mua. Mua phải đây. Chưa được cái nào. Đã đạt 35.000 IQ để được cái nguyện vọng của bố mẹ. Cái sáng mát nữa. Có sáng mát là ngon rồi. Xanh lá nè. Tím nè.
Bạn đi học về quê, tuyên bố đánh chết cũng không ăn một miếng cơm nhà quê. Kết quả đến tối liền nói, ai da, thơm ngon quá. Chị Châu thiệt. Giáo viên làm thống kê bằng cấp của phụ huynh. Bạn hay tin bản thân của mình không có mẹ. Bạn cảm thấy thì ra mọi người đều không giống nhau. Đèn tử nghiêm rộ. Coi. Nói sự tình cho cha, sắp xếp chạy bộ là có thể nói chuyện với cha. Hồi đấu thể diện nữa. Rồi. Level 75 luôn. Dễ trâu. Level 75. Sẽ muốn rổ ít nhất thì tốt hơn là thể thao điện tử cầm huy chương vàng cũng không bị truyền lại nhiều cơ hội. Nếu mày nó mạnh hơn coi cao thủ ném rổ chưa, phim hoạt hình đó. Tiếp tục
sao mà nói chuyện được mấy đứa này ta? Chặt là gì cũng không biết. Chẳng hiểu nói gì luôn mà cũng tăng hảo cảm nữa. Tới cửa hàng rút giấy số nữa. Trời, đợt nó cho chúng hạng 2 phát, giờ nó cho mid liên tục. Người đảo chắc luôn. Chưa được phổ biến. Mình dự tiết các bạn học nem tập hợp lại dùng điện thoại xem trực tiếp NBA. Toilet là một xã hội thu nhỏ. Đôi khi bạn phát hiện có vài người lúc nào cũng hút thuốc ở trong. Lần nào bạn cũng làm việc nghĩa không sờn lòng mà tố cáo họ. Đúng rồi, đó đi học và trung học rồi chuyên gia có một đám đứng cho tôi lấy thuốc thuốc. Tôi có mấy anh bạn đứng trong đó, tôi hỏi là sao tụi bay cứ đứng trong đó hút thuốc. Nó kêu là đứng trong đó có mùi thuốc với mùi hôi toilet tụi nó ghiền mấy bạn. Không biết tụi nó bị gì á. Đấy, cái mùi thuốc lá với cái mùi toilet. Ai đang nói chuyện, tôi là người kể chuyện. Lại về luôn. Này, tự lý vãi.
màu máu mới này. À, đi tìm Tịch Mộng Lai, sắp xếp viết văn. Gặp Tịch Mộng Lai. Đấy, cô gái thôi, quyết tâm hứa với bản thân là trung học là phải có bạn gái nha các bạn. Tai mèo, tai mèo. Nhỏ tai mèo là nó thích cái kiểu mà văn chương lai láng, nghệ thuật. Xin xỏ gì đây? 25% fail nữa. Chừng nào đủ tiền mua mấy Pokemon ảo đây, mấy nuôi thú ảo chứ. Số. Cần học được danh tác văn 4 lượt, 4 lượt nữa phải học, phải tăng IQ lên lại 5000. Chơi bom đâu ngay cái cửa đi vậy? Sao ấn? Ấn chơi bom là 15 điểm. Nổ được một cái này. Mình sẽ chăm cú. Sáng mẹ năng lượng, năng lượng màu xanh 46 năng lượng, chọn gì vậy? Màu tím là sáng tạo. Sao mình lại bị buồn bã nè? Chắc bây giờ chơi game thấy gì ít quá hay sao ha. Chặt ở nhà. Bạn biết chặt ở nhà là gì? Đau khổ nhất là khi không gì qua được quên viết tên. May là lần này không phải thi chuyển cấp, đồng thời chỉ có một đồ ngốc là bạn. Bạn chơi game rất thạo, bạn bè đều hâm mộ. Bạn nói bạn chơi có tốt cũng không thể làm ăn ra cơm. Yeah.
trôi qua. Còn lại có chơi tiền thủ nữa. Để xem có năng khiếu gì. Ồ, một cái truyền thuyết thuật phong nhĩ. Ngon. Truyền thuyết gà thần. Thì mình thi cái này không bao giờ được giải sao. Ô do đây đi. Phèo thiệt. Hai này cứ tập cũng rõ nhau. Thích tiểu thuyết văn thơ rất hợp ý anh. Tiếng Việt văn này thật mệt, viết nhiều từ mỗi như vậy tay mà cũng muốn rụng luôn. Giờ chúng ta đã có một cái truyền thuyết rồi. Khiêu chiến ba này thôi. Để đánh không lại. Rồi nó không ra cái khiêu thuyết rồi. Bỏ không được ta. Có cái chuyện thuyết mà nó không lên. Pikachu, I join you. Đang chơi Pokemon như thế mà. Vua ghép vận. Phương cao bay hơn một bậc. Rồi, được lắm nữa, lắm nữa. Triết học cơ bản xã hội. Ok. Đồ tay mèo lên tới 21 rồi. Em Chuyubi này sao đây? Con này chắc cuồng. Thank you.
bác thật là khó tính. Chả biết làm sao mà chịu. Trời, nổ kìa. Học cơ bản xã hội. Văn. Số này đồng đội móc chó. Bài kiểm tra mô phỏng hôm qua phát hiện hai bạn học gian lận, nguyên lai là copy bài thi, ngay cả tên cũng cóp. Ngu gì trời. Trong lúc cử bạn ngồi cạnh liên tục rung chân ảnh hưởng đến bạn, dễ điên thật. Em ảnh cưỡng chế.
sẽ thi hóa văn truyền thuyết nữa. Báo mới nữa. Sắp xếp phát họa. Tiếp tục cô gái. Muốn nói chuyện con khùng rồi đâu. Muốn nói chuyện con chu yêu bi nhiều quá. Con này bỡ thì. Số câu hỏi 9 3. Đồ ngáp mà cũng tăng được bữa thì. Cửa đi đây. Thank you.
như đã vô rồi. Vô phát quốc cát chi thuyết luôn. Cảm cứng cỏi. Sao ai mà cưỡng chế được cái trừ điểm bên ngoài đó.
Ồ, tôi được hạng nhất luôn rồi các bạn, trúng hết 4 số luôn. Việt lót năm nay có mắt 400 đồng, quá phê. Thì là lên một tính.
trải nghiệm xã hội. Cấp 3 rồi nè các bạn. Nhìn cao nè. Sao cũng không ngon bằng lén lút trên lớp 5 phút. Hồi xưa đi học toàn là ngủ lúc gần không. Không dám ở trước mặt giáo viên nói sai. Bị đối lập, trường hôm nay kêu anh tâm đứng bằng 8. Có ngày cha mẹ đưa con lớn tạo điều kiện cho con học không dễ dàng, có thể cố gắng vì cha mẹ một chút không? Lại bị chơi hết 25 thế gì? Sao? Bà già này Ồ, đổi nhạc. Bài này hay nè. Nghe đài. Trung国式家长不止唠家常，欢迎打。好音质用户啊！你的学习成绩还能有我好吗？说上去就上去，还不是看我自己机灵脑瓜子怎么使？啊，对，出发出。
tay không mua, cái không ra không tệ. Còn này bữa thì lại freestyle rồi. Tại vì giờ hào cảm mà. Con bé nó khó tính thiệt. Chứ lẽ đấu thể diện qua không thắng được cái bà này chơi. Cái rèn luyện thân thể nè, nó phụ thuộc là sức khỏe không? Yêu cầu là 528 ống điện nè, nhưng mà cái nếu mà cái điểm sức khỏe của ông á mà cao đó hơn nữa thì cái ống điện nó sẽ giảm xuống. Nó không có cao như không có là 528 nữa. Nếu mà lên 2000 thì sẽ giảm xuống khoảng còn 500. Cho nên lấy mấy cái kia nó cũng giảm cái ống điện xuống mà, đâu phải lấy mấy kia tăng ống điện lên đâu. Học tự vận công thì đi học cung đồ. Học này tăng nhớ, học này kêu, học này là nhẹ
biến ở nhà và tăng EQ nữa quá, tăng 20 sức hút luôn. Mà không thể tin được. Sự cực đại xã hội. Em rõ đi, còn sức khỏe. Tiêu vặt cộng 20 luôn. Mẹ luôn nói bạn kém tự chủ, bạn phải nghĩ thông suốt. Sáng sớm mỗi ngày thức dậy chạy bộ để luyện thể. Chuyện kinh khủng nhất trên thế giới chính là đột nhiên có gương mặt của chủ nhiệm xuất hiện bên cửa sổ. Cái này chắc hồi đó đi học ai mà ngồi bên cửa sổ là bị hoài. Nó tưởng bị mà không phải giống như chủ nhiệm rồi. Bị quản sinh nó bắt. Bắt xong mới báo với vị chủ nhiệm. Ví dụ vừa ăn vặt hay là ngủ trong lớp. Nhất là mấy đứa mà mang điện thoại á, thì bắt phát một thư điện thoại. Cuối tuần lười ra ngoài chưa rút gì. Chi nữa sắp thi đại học rồi, cố gắng hơn 10 năm chỉ vì một lần cạnh tranh công bằng này. Cái kỳ vọng 5.000 IQ không đạt nổi, cao quá. Chúng ta lại cô bé tai mèo ấy. Con bé Winbu kia không chịu nói chuyện với mình. Winbu chỉ một quen 70 đồng. Hết 70 đồng mà nó kêu là không có dinh dưỡng. Con này chắc mình hủy cái tai mèo của nó quá. Đoán chúng theo cái hạng nhất nữa đi, 400 đồng. Cơ sở nhiên liệu. Ngồi đây thương phấn. Mình phải lấy cái con heo này để tăng cái này lên. Nhưng mà nãy giờ không biết.
đây. Con của đồng nghiệp của cha rất xuất sắc, thi cử lúc nào cũng hạng nhất, lúc đến thì làm khách, lúc đến làm khách. Bảo bạn chơi với cậu ta, bạn nói kinh nghiệm học tập với cậu ta, bạn nói phim truyền hình gần đây với cậu ta, bạn nói quan hệ với các bạn học khác với cậu ta. Một cái này đi, sáng tạo cho bạn 30 luôn, trừ mình 350 điểm sáng tạo. Tạm biệt Lemon. Đây chữ hết đúng rồi. Lại được dễ dàng cuối năm. Kiều này thấp quá, có 3k cho nên cái văn này nó không được cao. Đây. Cái thằng này lúc đầu nó bắt nạt mình đó mấy ba, xong bị mình xúc cho trận, bây giờ nó gọi mình là chiến thần. Em chào anh chiến thần. Cần cái gì cơ. Tại khắp nơi trong trường đều nói anh là truyền thuyết, nói anh là chiến thần. Ác bá là dấu hơn anh, đột nhiên anh xuất hiện một chiêu hồi toàn cước, lập tức đánh bay đối phương, Lý Thủ Long tái thế. À, thằng này mấy thằng con đồ đó, thằng này khác. Bạn A. Thằng kia thì là con đồ A sao? Cho nên họ sẽ đi về theo dưới thần. Cái này dạng như là Việt Nam mình có câu thấy xe móc hoàng làm họ ấy mà. Còn bên Trung Quốc nó có câu là gọi là ơ móc đùi ấy. Sách phụ đạo này là sách 18 cộng nha, chứ mà sách học phụ đạo đâu. Bọn này lừa. Chợm đồ ăn, bạn phát hiện mẹ mình vậy mà lại đứng top một bạn bè về trò chợm đồ ăn.
cấp 2 đang học kiến thức sinh cấp 2, mặt này đẻo quá ta, nó vẽ mặt đẻo thì chứ. Cao lên mới nói chuyện được với đứa này. Pikachu, I join you. Thì là chơi Pokemon. Hai này kỷ niệm trở thành chắc rồi. Truyền thuyết, thuộc phong nhĩ tiếng Anh. Trừ 28 điểm. Vũ là 28. Rồi hai lượt không đủ. Một cái sử thi đâu? Làm cái sử thi coi. Trời ơi, thiếu 2 điểm. À, đã đánh bại rồi. Quá ghê. Thank you.
cấp 2 rồi mình mới học vật lý cấp lên cấp 3 rồi mà mình giờ mới học vật lý cấp 2 mà. Hỏi sao không có bị điểm thấp. Trang gâu áo khoác gai quần đắt đồ fashion và mắt trường. Thế là bảo bạn dạy cho làm sao đánh bài trên máy tính. Suốt ngày nói xấu mình à. Bị nhiều rồi nha.
danh hiệu cuối cùng Hattori Hanzo tái thế. Như từ nhỏ cậu ta đã yêu thích văn hóa ninja. Ta sẽ làm gì giờ? Nhà nghệ thuật. Nghệ thuật đang là cái xác tạo đang là 3K2. Đầu bếp ẩm thực. Vệ sĩ. Khoa học gia máy tính. Lãnh đạo. Đại văn hào. À, nhà văn á. Quán quân Olympic. Chúng ta sẽ làm nhà nghệ thuật đi. Lại cô gái đi thôi. Chưa đủ sức hút để nói chuyện với con tiểu thư nhà giàu này. Chịu vô viên thì bắt cửa. Chẳng biết nói chuyện gì đó để tăng lên. Sĩ mẹ của Tiêu Phân Kỳ ha. Mà đánh một phát tốn 16 điểm. Trời, mấy cái sử thi gì truyền thuyết đâu không ra, ra tàn thấy hiếm rồi. Ai là đúng cái sự thi. Thắng cái gì còn một. Thank you.
5% đó là đúng chưa ta? Mà bạn càng cần giấc ngủ hơn, mẹ cảm thấy chỉ cần bỏ nhiều thời gian ra học tập để cần sự ổn định. Áp lực ở mức độ thích hợp sẽ trở thành động lực, dường như tràn đầy nhiệt huyết. Xu hướng thời trang. Chấp hành thẳng định chia sẻ ghê. Gợi nhớ là mình nên làm gì ta? Mày chả hiểu nó gì chọn nào để thắng luôn.
tím. Bạn đồ quá giờ tím luôn. Thể dục ok, miễn dịch sẽ dừng liên quan thể dục. Tay thu nhất vật của thị lệnh chứ con trai tôi chụp ảnh với Ronaldo không phân biệt rô lớn rô nhỏ. Xin năng khiếu có thêm điểm thi cử gì hơn bây giờ bắt đầu hâm mộ chặt rồi tập mặt đất lớp tiếng Anh nghe hiểu Anh chưa cô được nào hết rồi. Nhìn ăn nhìn khác. Nhìn ăn nhìn khác mua với số.
Trời, nó học khóa cấp 2 bằng cái bon nó hút cần mấy bạn. Cạn lời luôn. Khóa là học này à. Cái này cái giống cái để hút xì xa hơn chứ đúng không? Thế nhìn mặt ghen đi. Giảm ngay đi. Cái đó lớp 12 trường học quyết định tiến hành rèn luyện cơ thể quy mô lớn vào ngày nghỉ. Từ đó bạn chân chính trải qua cuộc sống chỉ có nhà và trường. Chính xác luôn. Hồi đó thì học cấp 3 mà. Cái năm cuối học 12 là chỉ cái sáng đi học xong tới 6 giờ tối mới được về. Về nhà xong lại học bài ăn ngủ xong cái lại sáng mai đi học, ngày nào cũng vậy hết. Đi học về nhà, đi học về nhà thôi. Cấm túc đâu cho về đâu. Duck, duck, duck.
dừng buổi livestream hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nhớ đón xem mình những kỳ livestream về sau. Và đừng quên cho mình một like và subscribe nhé. Cảm ơn.